Kính chào quý vị. Theo quý vị thì hạnh phúc là gì? Theo tôi thì rất khó để có thể đi tìm một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Có người thì cho rằng là hạnh phúc có trong tình yêu hay là tình cảm gia đình, hay là hạnh phúc khi mà đạt được một giấc mơ lớn nào đó. Có người thì lại hạnh phúc với việc là được đi du lịch. Vâng, rất khó để chúng ta có thể tìm ra được một câu trả lời chính xác. Và có lẽ thì chúng ta cũng đang nỗ lực và cố gắng từng ngày đều chỉ để nắm bắt được những điều khá là vô hình của niềm hạnh phúc, đúng không ạ? Vâng ạ, đúng vậy. Chúng ta thì vẫn đang hàng ngày, hàng giờ miệt mài đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Và có lẽ như chị nói thì mỗi người sẽ có lại cho mình một cái định nghĩa riêng thực sự về hạnh phúc trong cuộc sống đầy những lo toan và biến động như thế này. Và không phải tự nhiên mà trong rất nhiều những lời chúc thì chúc hạnh phúc thì luôn là đứng đầu và luôn luôn có trong những lời chúc là không thể thiếu được. Và bởi lẽ dù bao nhiêu khái niệm có đổi thay theo thời cuộc thì hạnh phúc vẫn luôn là một điều đáng quý trong cuộc sống này. Hôm nay ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Hãy cùng với Hà Nội 18 giờ kể về những câu chuyện hạnh phúc rất bình dị của cuộc sống. Hạnh phúc đối với mình là mình được sống là chính mình. Mình thoải mái với mọi thứ xung quanh mình là được ạ. Chắc câu hỏi này đối với nhiều người thì sẽ là tiền. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì hạnh phúc, tiền cũng chỉ là một công cụ để mình đạt được hạnh phúc thôi. Đối với riêng bản thân tôi thì hạnh phúc là được làm những điều mà mình thích. Với tôi thì hạnh phúc là khi mà mình được giải quyết những cái vấn đề mà mình yêu thích trong một tâm thế mình sẵn sàng nhất. Là khi mình có thể ở bên bạn bè mình, gia đình mình, người thân mình. Đó. Và mình cảm thấy những người xung quanh mình cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ. Không có bị gò bó hay là phải làm một cái việc gì đấy kiểu nó không phải sở thích của mình. Cảm giác vui sướng khi đạt được một thành tựu nào đó. Vâng, đó là quan niệm hạnh phúc của mọi người. Và có lẽ nhiều người cũng đặt câu hỏi cho các biên tập viên, phóng viên và những người làm tin tức như chúng tôi là điều gì khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất? Với cá nhân tôi thì được về ăn bữa cơm tối cùng với gia đình một cách trọn vẹn. Đó cũng là điều khá là xa xỉ. Với tôi như thế là đã là hạnh phúc rồi. Trong văn hóa ẩm thực của người Việt thì thưa quý vị, có thể nói mâm cơm gia đình thì đóng vai trò rất quan trọng. Đúng không chị Trang? Vâng, bữa cơm của gia đình thì vừa thể hiện được tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên. Đây cũng là nơi kết tinh và chứa đựng cái mà chúng ta nhắc tới, đó chính là hạnh phúc gia đình. Và khi cả nhà cùng quây quần ăn bữa cơm, chia sẻ với nhau những câu chuyện, chia sẻ về một ngày học tập và làm việc đã diễn ra như thế nào. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay thì việc sống nhanh, ăn nhanh, làm việc gì cũng rất là gấp gáp đã trở nên rất là phổ biến rồi. Và mâm cơm không chỉ đơn thuần là để cung cấp chất dinh dưỡng mà còn là nơi để gắn kết các thế hệ, là sợi dây để các thành viên có thể xích lại gần nhau sau một ngày bận rộn với công việc. Cùng nhau khởi nghiệp và hiện tại đã làm chủ một cửa hàng khá lớn. Đều đặn hàng ngày, hai vợ chồng chị Thuận Thái phải làm việc ở cửa hàng từ 7 đến 8 tiếng. Dù công việc bận rộn, thường xuyên phải sát sao kiểm tra và quản lý hàng hóa, nhưng anh chị vẫn dành thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ. Mỗi buổi chiều, chị lại tất bật chuẩn bị nấu nướng, làm ra những món ăn ngon. Đối với chị, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, mà còn là dịp quan trọng để các thành viên quây quần, sẻ chia với nhau. Gia đình tôi thì cảm thấy rằng mâm cơm gia đình chính là cái khoảnh khắc, chính là khoảng thời gian mà mọi người kết nối với nhau. Và vì thế thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua được, là khoảng thời gian không thể bỏ qua được trong ngày. Và khi mà mỗi người sinh hoạt một thời gian thì nhưng mà nhất định là buổi tối sẽ phải trở về bên mâm cơm gia đình. Và là thời gian gắn kết với nhau, trò chuyện với nhau, kết nối với nhau. Ban đầu là tôi cũng rất là bỡ ngỡ, lúng túng giữa việc cân bằng công việc với cả gia đình. Lấy chồng từ năm khoảng 25-26 tuổi, khoảng thời gian đấy thì mình vẫn còn hướng ngoại, vẫn còn mong muốn được bay nhảy, muốn được cống hiến hết mình cho công việc. Dần dần thì hai vợ chồng trẻ cùng nhìn lại, cùng gắn kết lại với nhau. Và chính cái mâm cơm gia đình ấy, nó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc hàn gắn đấy. Trong bữa cơm, vợ chồng anh chị còn luôn cố gắng hạn chế tối đa những công việc riêng, sử dụng điện thoại mà tập trung chia sẻ, hỏi han nhau.
mình không đặt cái vấn đề là món ngon hay là số món phải là bao nhiêu hoàn hảo đối với mình. Đấy chính là có đủ các thành viên trong gia đình. Và khi ấy tất cả các thành viên được vui vẻ, được hạnh phúc với nhau, chút bỏ những cái gì mệt mỏi, gánh nặng ở bên ngoài và trở về tận hưởng những cái gì gọi là ấm áp là tình cảm gia đình. Đối với anh Lĩnh, khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong ngày chính là cùng với vợ, con trai quây quần bên bữa cơm. Dù chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng cũng khiến những áp lực, stress trong công việc tan biến. Thường thì buổi sáng là hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau ra cửa hàng và làm những công việc của cửa hàng. Sau đấy thì đến buổi trưa sẽ có nhân viên đến. Và buổi chiều thì cả gia đình mình sẽ cùng với nhau ăn uống và có những thời gian sinh hoạt. Tôi thuộc tiếp người khá là thích ở nhà cùng với gia đình, dành thời gian đến bên bữa cơm gia đình cùng với vợ và con cái. Và khi mà ở nhà cùng với vợ thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ vợ trong công việc nhà hết sức có thể. Và cùng với đó thì mình sẽ dành thời gian chơi với con. Theo mình thấy bữa cơm gia đình thì rất là quan trọng. Tại vì sau một ngày dài mệt mỏi và chúng ta có nhiều công việc và áp lực trong cuộc sống, thì khi mà về đến nhà thì được ngồi cùng với những người mình yêu thương nhất, ngồi ăn bữa cơm bên nhau và cùng nhau nói chuyện, chia sẻ những vất vả trong ngày, sau đó là nói những chuyện mà tương lai vui vẻ các thứ, thì mình sẽ cảm thấy là mình thấy nhẹ nhõm hơn, bớt áp lực hơn. Vâng, đó là hạnh phúc của sự kết nối tình cảm gia đình. Thế nhưng nhiều người đặt câu hỏi, vậy người độc thân thì sao? Họ có hạnh phúc hay không? Họ sống độc thân mà. Tôi thì cho rằng nếu chúng ta nghĩ về ba lựa chọn như thế này, đó là hạnh phúc khi độc thân, không hạnh phúc trong một mối quan hệ và độc thân không hạnh phúc, thì chắc chắn rồi, độc thân và hạnh phúc dường như là sự lựa chọn khả thi nhất cho những ai mà đang đi tìm kiếm tình yêu mà chưa thấy, như là chị Trang chẳng hạn ạ. Vâng, tôi thì nghĩ rằng là độc thân thì chắc chắn không hẳn là cô đơn đâu. Bởi vì chúng ta sẽ hướng đến những cái mục tiêu của riêng mình để tự tạo niềm vui cho mình. Có người thì thích là có thể là khám phá thêm những cái năng lực mới của bản thân, học thêm một bộ môn nghệ thuật, học thêm ngoại ngữ, hoặc thậm chí là đam mê du lịch, đánh dấu bước chân của mình ở 63 tỉnh thành. Và mỗi người thì sẽ có một cách riêng để tạo niềm vui, sự hạnh phúc cho bản thân mình. Và tôi tin rằng là những người độc thân thì cũng sẽ có quan niệm riêng về hạnh phúc. 365 ngày trong năm, kể cả ngày nghỉ lễ, chị Thúy Quỳnh vẫn luôn bận rộn với đam mê công việc của mình. Thời gian rảnh cũng để dành đọc sách để nâng cao kiến thức, chuẩn bị cho các cuộc họp quan trọng sắp tới và chăm sóc bản thân luôn xinh đẹp. Với người phụ nữ độc thân 31 tuổi này, hạnh phúc chính là khi được bận rộn. Quan điểm về hạnh phúc của mình khá là đơn giản, là những người thân của mình mạnh khỏe. Và hạnh phúc đối với mình đấy là mình có đủ điều kiện cần và đủ để chăm sóc và bảo vệ những người thân yêu của mình. Mặc dù nó chỉ là một câu ngắn gọn như thế thôi, nhưng nếu mà muốn để chăm sóc được người thân của mình thì chắc chắn là mình cũng phải có công việc ổn định này, bản thân mình cũng phải có sức khỏe này. Có lẽ niềm vui của mình hàng ngày ấy, nó chỉ đơn giản là được trao đổi này, được giao lưu và được có được những cái thông tin để mình học hỏi. Đối với mình đó cũng là niềm vui, chứ không dứt khoát là phải bó buộc mình vào trong một mối quan hệ có thể nói là xã hội đặt ra. Thì mình nghĩ là cái hạnh phúc đó, cái niềm vui đó đôi khi hơi hạn hẹp. Người độc thân không có nghĩa là cô độc. Với Mai Linh, tình cảm đều dành cho bố mẹ qua từng hành động nhỏ, thể hiện sự hiếu hạnh khi luôn tìm tòi những thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng nhất chiêu đãi gia đình mình. Đối với mình thì cuộc sống hạnh phúc là cái cuộc sống mà mình có thể dành thời gian để mà yêu thương bản thân cũng như là yêu thương những người xung quanh mình và có thể làm được những cái điều mà mình yêu thích. Yêu thương và chia sẻ luôn là tiền đề để con người cảm nhận hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Ngay cả với những người độc thân, ngoài dành thời gian yêu chính mình, thì họ còn luôn cho đi nụ cười, sự giúp đỡ, chăm sóc với những người thân xung quanh và đóng góp trí tuệ cho cộng đồng để mọi người đều hạnh phúc. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc thi ảnh video Việt Nam Hạnh phúc, Happy Việt Nam về đề tài quyền con người. Cuộc thi mang tính đại chúng dành cho các tác giả cả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài. Happy Việt Nam không chỉ là một cuộc thi, không chỉ là một chương trình, mà còn là một ngày hội của những người Việt Nam cùng cất tiếng nói về cuộc sống hạnh phúc của họ. Hạnh phúc ấy hiện ra trong mỗi ngôi nhà, mỗi cánh đồng, mỗi làng bản, mỗi con phố.
hạnh phúc ấy là của họ, bởi chính họ đã làm ra hạnh phúc và chính họ cất tiếng nói về hạnh phúc ấy. Các tác phẩm tham gia cuộc thi sẽ là nguồn tư liệu chân thực, sống động, truyền tải những hình ảnh tươi đẹp, đa chiều về Việt Nam, tạo cơ hội cho mọi người, dù ở bất cứ đâu đều có thể trải nghiệm cuộc sống gần gũi, chân tình và ấm áp ở khắp các vùng miền của đất nước ta. Lễ phát động sáng nay do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước cùng 20 TikToker và KOL. Ảnh và video dự thi dưới dạng kỹ thuật số được sáng tác bằng phương pháp hiện thực. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm dự thi. Ngay từ bây giờ, các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi của mình trên địa chỉ happy.vietnam.vn. Thưa quý vị, nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, báo cáo Hạnh phúc Thế giới của Liên Hợp Quốc vừa công bố bảng xếp hạng về mức độ hạnh phúc của hơn 140 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới năm 2024. Và Phần Lan thì một lần nữa lại đứng đầu trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố hôm nay, ngày Quốc tế Hạnh phúc. Báo cáo này đưa ra dựa theo những tiêu chí như là hỗ trợ xã hội, thu nhập, sức khỏe, tự do, sự hào phóng và không có tham nhũng để có thể xác định mức độ hạnh phúc của một quốc gia. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Phần Lan đứng đầu danh sách này, theo sau là Đan Mạch và Iceland. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Oxford và là biên tập viên của báo cáo Hạnh phúc Thế giới, giáo sư Jean-Emmanuel Deneb lý giải các yếu tố góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân là GDP bình quân đầu người, phân phối của cải, phúc lợi xã hội, đảm bảo tâm lý ổn định và tuổi thọ khỏe mạnh cho người dân. Sự giàu có rất quan trọng, nhưng đặc biệt là cách phân bổ của cải. Ở Phần Lan, Đan Mạch và các nước Scandinavia khác, bạn sẽ thấy rằng của cải được phân bổ đồng đều hơn, nên nhiều người được hưởng lợi từ của cải được tạo ra ở những quốc gia này. Và tiếp theo đó, phúc lợi mang lại sự ổn định về tâm lý. Ông Donet cũng cho rằng giàu có là một chuyện, nhưng ngoài ra còn cần có tuổi thọ khỏe mạnh. Chỉ số này rất cao ở các nước Scandinavia, trong khi ở các nước giàu có khác như Mỹ, tuổi thọ thực sự đang giảm đối với một số bộ phận dân số. Và cuối cùng, điều mà các quốc gia Scandinavia thực sự nổi bật là về kết cấu xã hội, vốn xã hội của họ. Mọi người tin tưởng lẫn nhau, họ tin tưởng các tổ chức, luôn có sự hỗ trợ xã hội dành cho họ, cả từ các tổ chức và cá nhân. Theo báo cáo, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là những quốc gia mà người già hiện hạnh phúc hơn đáng kể so với người trẻ, trong khi Bồ Đào Nha và Hy Lạp lại có xu hướng ngược lại. Hạnh phúc của giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 cũng giảm mạnh ở Bắc Mỹ. Báo cáo cho biết mức độ hạnh phúc đã giảm sút ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức giảm ở nhóm tuổi trung niên nhiều hơn so với người già và người trẻ. Afghanistan và Liban bị chiến tranh tàn phá vẫn là hai quốc gia ít hạnh phúc nhất trong cuộc khảo sát. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững, một sáng kiến toàn cầu của Liên Hợp Quốc thực hiện, được xuất bản lần đầu vào năm 2012.